Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì đây là cái miếng lúa OM18 mình xạ sao bà con. Thì cho đến cái thời điểm này thì đã được 31 ngày. Thì từ cái lúc bón phân là 25 ngày cho đến 31 ngày, tức là mình đã bón được 6 đêm. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành tháo nước ở trong ruộng ra. Thì do tình hình mưa mà con thấy là liên tục từ đó tới giờ, cho nên là đợt này chưa được khô lần nào hết. Thì đến cái thời điểm này mình bón phân đã được 6 đêm thì mình tiến hành sẽ tháo nước ra. Thì ở cái video này là chia sẻ với bà con về cái chủ đề là trong cái vụ hè thu thì mình nên tháo nước giữa vụ là ở những cái thời điểm nào. Thì cái thứ nhất là bà con thấy là mình phải bón phân là ít nhất là từ 6 đêm hoặc là 7 đêm mình lúa nó đã ăn phân hết rồi thì mình mới tiến hành mình tháo nước ra. Cái thứ hai nữa là tháo nước cái thời điểm là lúa phải từ 1 tháng đổ lên nha bà con. Tức là lúa 1 tháng thì mình sẽ tháo nước ra một lần. Tại vì lúa được 1 tháng thì bà con thấy là cái tán lúa nó mới bít được. Thì đất nó không còn trống, cho nên là mình tháo nước khô ra thì cỏ và lúa cỏ nó sẽ không có lên được. Còn nếu bà con mà tháo nước sớm quá, ví dụ như mới có 10 mấy 20 ngày thì đất nó còn trống nhiều á, thì bà con tháo ra thì nó sẽ cỏ nó lên. Đến cái thời điểm mà khoảng lúa 50 mấy ngày 60 ngày thì cỏ nhỏ nó bắt đầu nó phừng lên. Đặc biệt là đối với những cái loại cỏ, ví dụ cỏ gạo á, bà con thấy là nó hay lắm. Mình tháo nước sớm quá là nó lên liền bà con. Còn mình đợi mà đến từ 1 tháng thì mình đợi đến 1 tháng á, trong cái vụ hồi thu này nắng nóng á, thì đặc biệt là trong cái điều kiện mưa nhiều như năm nay á, thì nó khác. Còn nếu nắng nóng mình cứ bơm nước lên mình giữ suốt cho đến là giai đoạn từ 1 tháng thì bắt đầu mình sẽ tháo nước ra cạn luôn nha bà con. Tháo ra cho nó khô luôn để cho nó cứng cái nền lại một cái để sau này hạn chế được cái độ ngã. Cái thứ hai nữa là rễ lúa nó sẽ bám sâu, và đến khi cái giai đoạn nào thì mình cho nước vào lại được. Thì nếu như mà mình tháo từ đây cho đến cái giai đoạn mà đón đồng, tức là từ 40 đến 45 ngày đến cái giai đoạn đón đồng, thì nếu như mà trời không mưa mà đất đã khô nứt chân chim rồi thì bà con sẽ cho nước vào trở lại. Rồi mình bón phân xong, bón phân xong thì mình đợi khoảng 6 đến 7 đêm thì cây lúa nó đã hấp thu phân hết rồi, nó ngấm vào trong đất hết rồi, thì bà con lại tiếp tục tháo nước ra. Tháo nước ra đến khi mà bà con thấy đợi mà nước mà đất nó nứt chân chim rồi ấy, thì bà con sẽ cho nó vào lại. Còn nếu như mà có mưa chăm chăm lay gai hoài ấy, thì bà con cứ để thoải mái. Đến khi chừng nào lúa chỗ mà bà con thấy là nó khô quá, nó khô trắng luôn ấy, thì bà con cho nước vào lại. Thì nó chỗ rất là nhanh. Đó là cái cách mà quản lý nước mà ướt khô xen kẽ ở trong một cái vụ lúa. Đặc biệt là cái hè thu này thì bà con làm sao nó trong cái điều kiện mưa chứ không phải như là đông sưng mà con. Khi mình tháo nước ra thì đến chỗ thì bà con thấy là mình sẽ cho lại. Còn nếu mà mưa chăm chăm hoài thì bà con khỏi phải cho lại cũng được. Thì bà con thấy là lúa lên 31 ngày cho đến nay thì bà con thấy là nó phát triển rất là tốt ha. Cái miếng xạ sao này nó phát triển rất là ngon. Lúa hiện nay là không có sâu, không có gì hết nè bà con. Thì mình thấy là lúa rất là phát triển rất là tốt. Rồi thì mình sẽ tiến hành tháo nước ra bà con. Nước ròng cái này, nước sông nó đang kém thì mình sẽ tiến hành tháo nước ra.